Xin chào tất cả anh em Chi Audio. Hôm nay Lê Khôi Audio tiếp tục đội món ăn tinh thần để phục vụ đến anh em. Và hôm nay trước camera của anh em đó là một cặp loa toàn giải, còn gọi là Full Ranger, đến từ hãng Fontech. Cũng có thể là nhiều anh em chưa bao giờ được nhìn thấy một cái hình thù cặp loa như thế này, tại vì nó là dòng mát số, gọi là dòng đời cuối cùng của hãng Fontech, đó là FE208E Sigma nha, dòng đỉnh cao của hãng nha. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh ha, để anh em xem qua cái ngoại hình của nó ha. Đây anh em nhìn này, rất là cầu kỳ ha. Vậy gân mút xếp ha, rất là mềm, rất mềm ha. Ánh nhẹ thôi nó đã nhúng rồi ha. Đó. Bát này là bát giấy ha. Bát giấy. Anh em có thể tìm hiểu thêm. Đây là một cái phiên bản để kỷ niệm ha. Kỷ niệm nên nó được đầu tư rất là cầu kỳ về ngoại hình cũng như về công nghệ. Anh em quan tâm đến toàn giải, là fan yêu thích của Fontech, thì tra thêm các cái thông số trên các cái diễn đàn. Còn về cặp loa này, rất đẹp mắt và zin thì chắc chắn rồi, zin toàn tập, đẹp ngợ nha, trùng seri nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái đít cho anh em xem ha, để anh em xem chính xác về nó luôn ha. Đây, có bao giờ anh em thấy chưa, khủng khiếp. Một cái cục này nặng, rất là nặng anh em ha. Đó, anh em nhìn này, cụ rất là dày ha, rất ở cái cụ to ha, to bằng cái mặt luôn. Đây anh em ha, trợ kháng là 8 ohm ha, công suất 40W, công suất music là 120W ha, rất lớn ha, cụ loa rất đẹp, là rất đẹp. Đây em sẽ tiếp tục em quay vào phía trong anh em xem ha, anh em xem cái màng này, màng nhện bên trong rất là cầu kỳ ha. Đâu rồi đây, con mình hơi vùng về tí anh em ha, thông cảm. Đó anh em nhìn ha, thật là kinh khủng. Rồi bây giờ xin phép anh em ha, em sẽ test một đoàn demo, gọi là test chay ha, không thùng, để anh em nghe thử về cái chất âm của nó khi chưa lên thùng ha. Rồi bây giờ em sẽ mở lại một cái bài rất là quen thuộc mà em thường test hàng ngày. Dừng chiều âm u xếp mướn, chờ người về vui trong giá buồn, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hồ, trăng con quyết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay lòng này thương thương nhớ, bầu trời xanh chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong
Rồi, cảm ơn anh em. Cùng máy bay nó cũng vừa bay tới nữa, nó cũng ồn. Vì thời lượng nó cũng có hạn nha. Em chỉ test một cái đoạn demo. Chi tiết hình ảnh, mời anh em vào các cái kênh của đăng bản theo link dưới bài. Facebook Khôi Lê Đình, Lê Khôi, rút nhóm chợ lo em đi 7 Sài Gòn. Đó cũng là cái chợ do Lê Khôi sáng lập nha và quản lý. Hiện tại có gần 50.000 thành viên đã tham gia. Và số Zalo 0962 828384 nhé. Mời anh em cùng kết bạn, cùng tham gia Zalo mua bán. Và nhớ là đăng ký kênh YouTube của Lê Khôi để cập nhật nhiều clip mới nhất, cũng như ủng hộ cho cửa hàng Lê Khôi Audio càng ngày càng phát triển. Cảm ơn anh em rất là nhiều.